Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại thành phố Sa Đéc chiều ngày 11 tháng 3 năm 2023, công an thành phố Sa Đéc đã có thông tin bước đầu về vụ việc. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2023, tại hộ số 229 trên đường Nguyễn Huệ thuộc khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản. Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị cháy được chủ hộ dùng làm kho chứa đồ bách hóa, nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh, khói cao nghi ngút. Nhận được tin báo, công an thành phố Sa Đéc đã điều lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phương tiện đến dập lửa, khống chế không để ngọn lửa cháy lan. Đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Công an thành phố Sa Đéc cho biết, nhận định bước đầu khả năng xảy ra cháy do chập điện, vì chủ hộ sử dụng nhà này làm kho chứa đồ, không có nấu nướng, không có thờ cúng và cũng không có phương tiện chứa xăng dầu ở bên trong. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có người trong nhà nên không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy và mức thiệt hại vẫn đang được thống kê điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.